Rồi bắt đầu hôm sáng đi bán là ngồi gì quẻ thùng đi. Mà nghe cái thùng là nghe tiếng đàn là phái. Bắt đàn lên là bắt đầu tâm hồn nó làm gì đó. Nó hương phấn sao mà nó muốn ca không, nó không muốn mà. Ngày qua đi qua phải nấp dỗ. Mấy nhỏ nó bắt ca một quán nguyên cái lớp dân thiên thường này ha, gồm cổ luôn. Thánh thần muốn hụt thôi. Vui vậy. Sơn ca. Sơn ơi, tôi hại cố mà quan tất cả. Vui cùng em nhé, buồn để chia tay. Nếu kiếp này mình không gian tâm nợ, thì xin hẹn lại kiếp lại xin. À cô, vậy thì trở lại cái clip thứ hai này. Cô nói là cô thi ở cái vòng năm mùa 1 và mùa 2. Mùa 1 là cô thi nửa đời hương phấn, Phụng Hoàng trong nửa đời hương phấn. Mùa 2 thì Văn Thiên Tường trong đêm lạnh chùa hoang. Bây giờ cô sẽ review lại tặng lại cho khán giả nghe được không? Ở mùa 1. Rồi. Hoàng từ trước không? Tôi tới để quay vô. Rồi cả lớp và Phụng Hoàng trước đây. Dạ. Dù em có thành hôn với ai đi nữa, thề dây cũng ráng về với em để mừng ngày em xuất gia cho vui lòng ba giới ma chị cũng nở mắt mày à dời lối xóm bà con à. Còn dưỡng ba đây à, là một thanh niên có học thức lại đàng hoàng, chỉ vô cùng sung sướng một người chồng đúng như lòng chị ước mong. Chị ai ơi, chị nói chi câu ấy cho thêm đau lòng, ai kia cũng đau khổ muôn phần. Chớ nào phải đâu người ta vũ bà, tại sao trời biết nói sao đây. Anh nói chuyện ai mà em không yêu được, vậy thì xin anh ấy sự tình kéo mà em đây phải bắt mắt rơi lòng. Nếu có thương người thì xin đừng có nói ra mà làm tội nghiệp cho em của người ta. Chịu có một mình à, chớ đừng để sầu cho em à. Ôi đau đớn thay à, muốn gọi tên em mà gọi chẳng nên lời. Diệu ơi em hãy nghe đây là sự thật, chị hai đây là chị, đây là chị ruột của em. Ừ, quá hay, nhưng mà lớn tuổi nó hơi bị mệt thôi cô hả? Ừ, ca cái micro nó quen rồi. Dạ. Không có mi ca nó hụt hơn. Dạ. Ca nữa không? Tới tiếp theo đây, tiếp theo cô tặng cho nữa hả? Văn Thiên Tường. Dạ.
vui cùng em nhé, buồn để chia tay. Nếu kiếp này mình không gian tâm nợ, thì xin hẹn lại kiếp lại xin. Tình nghĩa đậm đà mình đã mất hôm nay, em không hề quan tâm cho hoàn cảnh trái ngang, làm gian dở ly tan, chia cách nhau mỗi đứa một con đường. Bao duyên ơi, nhìn em rưng rưng dòng lệ, mà lòng anh nghe như quất nghẹn, như đau buộc cả linh hồn. Rồi đây bao nhiêu thương nhớ, em xin trao trả lại cho anh. Đường về biên ái xa xăm, quê hương em bụi cuốn mù trời. Bao duyên ơi, anh bồi ngồi trong về phương ấy, kỳ đấy ta ta có chung dân mà mặt. Và mùa thu đã chết từ hôm nào, ôi anh một chút tình này dài bao nhiêu mầm ước, mình đành vĩnh biệt một hôm nay. Quá mệt hả cô? Giờ còn nhiều không cô? Nãy giờ con lấy nữa xong rồi mình còn nhiều số không? Còn 20 à. Vậy là còn khoảng đây tới chiều chút nữa chút rồi, hết rồi. Để đi vòng vòng vô chợ nữa. Dạ thì con ủng hộ cô được nhiêu thôi. Cảm ơn nha. Sao mày biết tao ạ? Con gặp có thằng em giới thiệu. Mày hôm trước là con điện cho cô xong thì bạn con mới qua quay cô, hôm nay con được biết cô. Rồi cô có muốn là gì nhắn nhủ với lại các cô chú anh chị ở trên mạng không? Cũng như mà mình có lời chúc sức khỏe cho mạng bà con cô bác gần xa mà hâm mộ nha cô gì á. Thì chúc sức khỏe vào vào năm Tết. Tết năm nay là mừng ăn phát tài phát lạc. Bên trên mạng ta coi nhiều lắm, đông. Dạ. Nước ngoài cũng coi. Dạ. Thì chúc sức khỏe vào vào năm nay. Tết đến rồi. Mừng ăn vào vào sức khỏe, chứ không chúc được gì nữa. Dạ, cô bán khi nào cô mới nghỉ Tết? Cứ bán mùng 2, mùng 3 mới nghỉ. Ủa không nghỉ Tết luôn hả? Không. Mùng 1, mùng 2 bán. Rồi bán từ đây đến mùng 2 luôn. Vẫn chạy xuống cái lãnh này bán. Thì xuống cái này mà biết ông đi nổi không? Tết này mình bán nhiều hơn không? Thì cũng như mình một thường bán 500 thì Tết bán 700-800. Dạ. Tết mùng 1 bán ngàn vé. Mùng 1 bán ngàn vé. Bán ngay chùa đó không? Dữ vậy. Bán ngay chùa đó không? Thôi vậy cũng im ha. Ngàn vé cũng được lời đựng 1.2 triệu. 1.1 triệu. 1.50 triệu. Mà lâu lâu cũng có một ngày thường bán mấy trăm hả, đi thế bà. Vậy là Tết cô cũng ăn Tết muộn hơn so với người ta. Không gì có ăn Tết đâu con. Biết sao, về góp, hằng ngày góp hết. Hôm nay sửa nhà thiếu nợ dữ dằn. Hỏi tiền góp hả? Trời ơi. Bởi vì hôm nay là sửa nhà mới thiếu nợ đó. Thôi Tết này năm năm mới con chúc cho cô dịp mua mai bán đắt. Rồi gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào. Càng ngày cả trả càng bây giờ tâm hồn còn trẻ được vài năm nữa. Đúng, cô ca là cô sẽ trẻ lại. Thì ta qua ta cái chung vô tư, không có về nhà nằm qua đó. Đi rồi không sao chứ. Đi khỏe. Đi rồi không qua sao ca hoài tối ngày. Mà về nhà nằm mày đãi. Ca là phải. Nghe nó không ca không có được, nhức đầu. Không ca nhức đầu. Đau. Về nhà nằm đau. Dạ. Mày hỏi ông chừng nào mày gặp ông ta chỉ mày hỏi ông. Rồi. Về nhà mà tao có nằm gì nấu. Có nằm bà tải hoài. Không làm gì nữa hả? Đã tới cơm không ăn nữa mà. Trời ơi. Từ sáng tới chiều không ăn cơm luôn. Nằm không. Rồi đầu hôm sáng đi bán là ngồi dịu quẻ thùng đi. Mà nghe cái thùng là nghe tiếng đàn là phái. Bắt đàn lên là bắt đầu tâm hồn nó làm gì đó. Nó hương quá sao mà nó muốn ca không, không muốn mà. Nghe qua đi qua phải nắp dỗ. Mấy nhỏ nó bắt ca một quán nguyên cái lớp dân thiên thường này ha, gồm cổ luôn.
thỉnh thoảng uống hụt thôi. Vui dữ không? Ừ, mà ca hết bệnh luôn. Ca hết bệnh. Tao nói nhức đầu cái sao mà tao đi liệt. Trời, nhức đầu tao muốn xỉu mà tao ca rồi, tao khỏe lại. Tự nhiên ca lại khỏe lại. Ừ, rồi bây hồi nãy giờ cô ca cho con thì cô có khỏe không? Không ca thì cũng mỏi đi vậy đó. Tối ngày đi vậy đó mà về nằm. Về uống thùng ra đậu qua nào không nấu cơm ăn luôn. À đó, đừng đi ra xe. Trời. Đây cô cũng có cháu nữa các cô chú anh chị. Cô dẫn một người cháu của mình đi. Ừ, đó, nhưng mà vì nên cô để cho cháu ở trong mát rồi cô lại đây cô đó. Cô bán cho mình cho cô cả nhà thưởng thức giọng hát của cô. Con chúc cái con mong cái clip này được nhiều người biết đến giúp cô ha. Ừ. Trời ơi, người ta coi mình đưa lên mạng luôn. Dạ. Cái nhỏ đó tội nghiệp này nè. Vì tối nào cũng bắt gì nghe gì ca chứ. Tôi nói sao mà nó ghiền tôi nó cái chất giọng nó quan trọng là mình thích hát đam mê không mà vô ở trong cái phòng kính không ngoái không có ai đờn cho nghe năm nay có người đờn vô thử giọng rồi bắt đầu gớt ra trơn cái bắt đầu cái nhỏ nó rồi số có giấy xanh kìa bắt đầu rồi mà lên đài mình đâu lên nổi người ta mình thôi mình nhạc. Đam mê thôi còn mình người ta nhà mà nó có cứng người ta chuyên nghiệp rồi thì tôi ha ta gắng theo ta học dạ. Mình đâu có học để mình là tự mình dạy mình không ai đâu dạy mình dạ. Rồi con chúc con dồi dào sức khỏe. Lần nữa chúc cô dồi dào sức khỏe. Nó quay lại coi đẹp trai không? Đẹp trai dữ lắm luôn á. Đâu? Con quay con chỉ có bên con mới thấy cô đi qua sao con thấy cô nữa. Ta thấy tao kìa. Dạ đẹp. Dạ.